Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi khảo sát về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 17 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh chính là quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định nêu rõ, vùng nuôi chim yến phải có khoảng cách ít nhất 300 mét so với các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc xác định như thế nào là khu dân cư hiện hữu, như thế nào là khu dân cư trong quy hoạch vẫn chưa có sự thống nhất, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Để khắc phục việc này, ông Nguyễn Văn Mấy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đơn vị này đã có văn bản rà soát thống nhất với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định các danh mục cụ thể có liên quan đến nội dung còn đang vướng mắc. Đối với Nghị quyết số 29 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, phản ánh từ các địa phương cho thấy quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn về hồ sơ thủ tục. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có hướng dẫn cụ thể để giải quyết các khó khăn trên, để nguồn vốn khoảng 4,9 tỷ đồng đến được tay của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Các nghị quyết còn lại thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ bản được triển khai thuận lợi, chưa phát sinh vướng mắc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ghi nhận tổng hợp những khó khăn vướng mắc đang gặp phải và sẽ sớm có giải pháp để tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tính hiệu quả trong thực thi các nghị quyết sau khi được ban hành.